Thư xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thư sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái ngôi nhà phố khác nữa. Ngôi nhà này có diện tích là gần 2.200 square feet và đang rao bán với giá là 410.000 ha. Thì đây là phía trước mặt tiền của ngôi nhà nè. Đó, cái ngôi nhà này có lầu, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và có một cái basement ở bên dưới. Nhưng mà bên hông này cũng có một cái cửa nhỏ nữa. Thì có cái cửa nhỏ này á, đi ra ngoài có bộ bàn ghế để bên ngoài á, để mình ngồi chiều chiều ra đây ngồi uống trà cũng vui nè, ngắm người ta đi qua đi lại á. Đó, mình thấy cũng hay ha các bạn ha. Rồi cái gara thì nhà này trên 100 năm tuổi luôn, và nhà ở dưới phố nữa, cho nên gara thì nằm ở bên hông nhà đây. Đó, đi thẳng xuống dưới đó là gara các bạn. Giờ mình đi vô bên trong nhà, mình quay cho các bạn coi nha. Cũng giống cái kiểu nhà hồi ở bên kia ha. Đây mình mở cửa ra mình bước vô. Một cái là phòng khách nè. Hello. Hi, how are you? I'm good. Can I video? Absolutely. Okay, thank sure. you. Let me get out of your way. Oh, thank you. You okay? Okay. You look like a model. Oh, well, thank you. You okay? I promise I'm not. Cái nền nhà này nó bằng gỗ. Gỗ này là gỗ ngày xưa luôn đó các bạn. Nhà này trên 100 năm. And I will tell you, we did get an offer okay. just a few minutes ago. Oh, okay. So we just have to, if anyone else is interested, we just need other offers before 5 today. Before 5 yes. today. Before 5 okay. today. Okay. okay. Yes. Cô yes. nói là nhà này mới có người offer rồi các bạn. Mà nếu mà mình muốn mua thì mình phải trả giá rồi mình submit nó vô trước 5 giờ chiều ngày hôm nay. Sẵn cái video về nhà cửa đây thì Thư sẽ thông tin cho các bạn một vài cái thông tin về tình hình thị trường địa ốc ở Mỹ hiện bây giờ ha, trong cái mùa dịch cúm Covid-19 nè. Thì cái ngôi nhà này á, năm 2015 thì họ mua về với cái giá là 170.000 đô, và năm nay là năm 2021 thì người ta là 6 năm sau đó người ta bỏ lên, người ta bán lại cái ngôi nhà này với giá là 410.000. Thì các bạn cũng có thể so sánh trong 6 năm mà cái ngôi nhà này nó tăng lên tới hơn gấp đôi rồi ha. Ăn đó, cái phòng ăn ngay đây. Thì ở bên trong này có thêm một cái chỗ để cho mình gọi là cái family room ở đây nữa các bạn. Đó, chỗ này là cái family room đây. Ở bên này còn có thêm một cái chỗ ở đây nữa, cũng rộng ha. Cái này là bên cái nhà bên này nó lại còn có được thêm cái extra. Cái extra bên này so ra thêm. It used to be a porch or something. Yeah, yeah, looked like that. Yeah. And they converted it to a sunroom. Okay. Okay. Mm-hmm. This one is included into the square foot yes. into the house. Yes. Yes. Yeah, they use it as an office. Okay. Okay. Uh-huh. Yeah, because it has thì a cái chỗ này là everything. Cái chỗ mà cái gạch đỏ nó khác nè, còn cái này là cái gỗ. Thì chỗ này người ta mới nới ra thêm. Mm-hmm. Hồi trước nó là cái yeah, giống như cái sunroom á. Yeah. Yeah, người ta nối ra clean. Thêm. Mình đi xuống nhà bếp, mình qua nhà bếp trước cho các bạn coi nha. Đây. Nhà này nó cũng có cái basement luôn nè các bạn. Rồi ngay cái basement đó thì người ta có một cái nửa bathroom ở ngay đây. Rồi có cái cầu thang đi xuống cái basement, tí nữa mình quay sau nha. Và đây là cái nhà bếp nè các bạn. Cũng giống y chang cái nhà bên kia. Đó. Người ta giữ lại cái nền gỗ cũ ngày xưa luôn á. Nhưng mà những cái gì mà như là ở cái nhà bếp này thì người ta đã remodel hết rồi. Người ta đã làm mới lại hết rồi. Như là mấy cái countertop này nè. Nhà bếp người ta đã làm lại đẹp đẽ hết rồi ha. Chỗ này là cái nhà bếp nè. Chỗ này là cái tủ lạnh. Này các bạn. Mấy cái ống thổi máy lạnh máy hít á của ngày xưa đó,
giờ nó cũ xét như vậy luôn mà người ta không có thay. Tại vì nhà này cũng thuộc dạng như nhà history cho nên người ta muốn giữ lại hết. À, cái chỗ này là cái chỗ để mình ngồi ăn sáng. Cái ba nè. Bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu, mình quay ba cái phòng ngủ trên lầu cho các bạn coi nha. Thì vợ chồng Thư cũng có dự định là dọn về gần cái trung tâm thành phố cũng như là gần cái khu Việt Nam á, để sinh sống cho nó thuận tiện, con mình nó vừa đi học cũng như là mai mốt mình già thì đi chợ Việt Nam hay là đi đâu cũng gần, đi nhà thờ gần gũi đó. Đây là cái phòng master bedroom rồi các bạn. Đó, thì người ta chưa có remodel lên. Như cái nhà bên kia thì cái chỗ này người ta ngăn lại làm thành cái phòng tắm rồi. Với lại cái khu vực này cũng là một cái khu vực rất là tốt mà những cái người trí thức, những người Mỹ trắng mà người ta sang trọng hoặc là người ta làm những cái công việc có những cái job rất là good đó, thì người ta hay ở những cái khu như vậy nè. Cho nên là tụi mình cũng thích ở những cái khu mà nó an ninh như vậy đó. Cho nên tụi mình đi tới đây coi, nếu mà được thì tụi mình mua dọn về cái khu vực dưới này ở. Nhưng mà cái ngôi nhà này thì nãy mới bước vô cửa thì cô realtor cô đã thông báo là có người trả giá rồi. Cho nên nếu mà mình muốn mua ngôi nhà này thì mình phải trả giá như thế nào đó và phải gửi cái offer của mình vô trước 5 giờ chiều ngày hôm nay thì mình mới có thể mua được cái ngôi nhà này. Thì như các bạn biết là bây giờ mua nhà ở bên Mỹ đó thì mình phải trả giá cao hơn là cái giá thị trường người ta đưa ra thì may ra mình mới mua nhà được. Chắc là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao nhà mới build ra mà nó cũng rẻ nữa, tại sao mình không mua mà lại đi xuống đi mua nhà cũ mà nhà cũ bây giờ nó lại đắt giá như vậy mà nhiều người tìm mua như vậy ha. Cái thứ nhất đó là cái khu vực và cái địa điểm đó mà người dân người ta thích sinh sống thì nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái giá nhà. Cái điểm thứ hai nữa là trong cái tình hình dịch cúm Covid-19 hiện bây giờ đó thì những cái vật tư vật liệu để mà làm nhà như là gỗ nè hoặc là những cái gì mà người ta nhập từ bên Trung Quốc qua Mỹ đó thì đều tăng giá, tăng rất là cao. Cho nên là bây giờ những cái ngôi nhà mới á, họ build mới lên á, họ bán giá cũng rất là cao và cũng họ cũng do dự lắm. Mình phải ký hợp đồng này kia rồi người ta mới xây nhà cho mình, chứ người ta không có muốn xây nhà lên rồi để đó rồi bán. Tại vì người ta không có biết được là đang trong khi người ta xây cái nhà, cái giá trị ngôi nhà người ta mua cái vật tư vật liệu nó mắc như vậy đó, rồi đùng một cái là vật tư vật liệu giá nó hạ xuống, nó giảm xuống thì người ta sẽ bị lỗ á các bạn. Cho nên là người ta không có build nhà sẵn ra người ta bán nhiều nữa, cũng có nhưng mà không có nhiều thôi ha. Cho nên là đó là lý do tại sao mà bây giờ người ta đi tìm mua nhà cũ nó nhiều như vậy á các bạn. Quay cái phòng tắm này cho các bạn coi nha. Nãy mình không có quay kỹ đó. Không có thích một điều đó là mấy cái này anh ha. Mấy cái đồ thổi á các bạn. Nên nhà nhìn nó để dưới đây là nó dơ á. Thì lông chó, lông mèo rồi nó bay dưới đây đầy hết nè. Mà họ cũng không có thay luôn, họ cũng để giống như cho nó nguyên thủy luôn á. Đúng rồi, những cái phòng tắm như vậy là họ thay hết rồi. Mấy cái này là họ thay đồi mới rồi đó, chứ không phải cái cũ ngày xưa. Đây là cái phòng tắm nè các bạn. Nó chật á. Đó, mình quay một vòng lại cho các bạn coi ha. Đây là một cái phòng ngủ. Chỗ này là một cái kệ tủ nè. Rồi ở bên này là hai cái phòng ngủ, ở bên này một cái phòng ngủ ở đây. Rồi một cái phòng ngủ lớn nhất ở đây. Sorry. Hai cái phòng ngủ. Các bạn thấy không? Đông người ta tới coi lắm. Mà trong khi nhà này nãy mới có người trả giá xong rồi. Các bạn thấy không? Người ta vô coi. Quá trời nhiều luôn. Mà ai vô cái cô realtor cô cũng nói là nhà này có người trả giá rồi. Đó. Nghĩa là mọi người muốn trả giá căn nhà này là phải trả giá trước 5 giờ chiều ngày hôm nay thì có thể là sẽ mua được căn nhà này. Vì căn nhà này có người trả giá rồi.
Các bạn thấy ngôi nhà này được không? Đẹp không? Thì tôi nghĩ ngôi nhà này là thích hợp cho những bạn nào mà thích ở cái khu vực mà nó giống như nó cổ cổ tí xíu á, mà nó dạng như là sang á, thì cái khu nhà này thì dành mấy người ta ở đàng hoàng á các bạn, tại là người có học thức á, thường thường ta ở mấy khu giống như là mấy khu này. Là nhà này là hơn 2.000 mẫu square feet một chút xíu, nãy tôi nói 2.000 mẫu mà chắc có thể là người ta mới nới lên cái phòng sunroom á. Người ta tới coi đông lắm, hết lớp này tới lớp khác, hết nhà này tới nhà khác vô coi. Sao ý anh, sao ok nhà này ok, nhà này thì rộng rãi hơn nhà bên kia, rộng rãi hơn chút xíu hả? Nhà bên kia 2.001, nhà này gần 2.002, cái kia có 2.000, nhưng mà cái nhà này cái chân trên kia thì nó chưa có 2.000. Nhà này thì còn đang xây các bạn thấy không, toàn là mỹ trắng, nhìn mấy người lịch sự sang sang không ạ. Nhìn cái kiểu người có học thức á, tới coi không, là khu này rất là tốt luôn các bạn, gần đây có mấy những cái trường học rất là giỏi. Đây, tôi quay sơ sơ cho các bạn coi luôn ha, nãy tôi quên nè. We can see the other backyard too. Đây là cái gara của cái nhà này nè các bạn. Đó, cái gara nhìn nó cũ ha, gara thời ngày xưa đó. Và cái sân ngoài đây thì tha hồ cho mình trồng rau, trồng cây, ăn trái. Thích ghê chưa? Thư vừa mới chia sẻ đến cho các bạn những cái ngôi nhà phố, khu vực rất là tốt, khu vực hot, đang rất là sốt đất ở Oklahoma, cũng như là cái khu mà những người trí thức, người dân sang trọng ở khu Oklahoma người ta hay nhắm về những cái khu vực như thế này. Thì hy vọng các bạn thấy thích ha. Tôi dừng cái video ngày hôm nay ở đây ha. Xin chào các bạn.